Nào. Anh ấy, anh không sợ ma à? Anh sợ giết anh đi. Thôi chết rồi, bố em gọi. Dậy bật đèn, bật sao? Đèn đi. Sao lại bật đèn? Bây giờ bên anh đang là buổi trưa cơ mà. Bật đèn đi. Con gái, con ổn chứ? Rất ổn bố ạ. Chỉ thiếu mỗi cái giọng lào bầu của bố thôi. Nếu con thích, bố sẽ bay sang ngay và luôn. Wow, đây có phải là người bố mà con biết không nhở? Hay là ai đang đóng giả đấy ạ? À, bố ơi, bố nhìn này, con mua quà cho bố đấy. Bố thích không? Con phải đi kiếm mãi đấy bố ạ. Rồi, bố cảm ơn, con. Mà bố gọi con có việc gì không ạ? Con đang dở tay một chút. Tuần tới, cái Hà, con bác Hùng bay sang London, bố có nhờ nó mang một ít đồ cho con đi nhá. Ôi thế ạ? Nhưng mà tuần tới chưa chắc con đã ở London đâu bố ạ. Hả? Con đi đâu? Thì nhà trường con tổ chức có buổi ngoại khóa. Thế thôi nhá. Bên đó lạnh lắm đấy con, cẩn thận, giữ ấm đi nhá. Con biết rồi, thế nhá bố nhá, bye bye bố, yêu bố. Chết em rồi, làm sao bây giờ nữa? Này, em có thân cả cái bà chị họ kia không đấy? Có handle được vụ này không? Con đấy nó dở người lắm. Nói với nó là cái loa phường cho cả họ nhà em biết đấy. Thế em định tính sao? Nhỡ nó sang cái trường mà em đăng ký học để điều tra thì sao? Nó không dư thời gian thế đâu. Để biết chắc ngày nó sang, em báo với bố là em đi ngoại khóa. Thế là xong. Anh thấy không ổn. Em bảo đi du học mà em cứ du rú ở đây, thế nào cũng có ngày bị lộ. Thế anh không lo được cho em ạ? Em làm sao ấy? Em ở đây với anh chả sướng quá. Nhưng vấn đề là bố em rất là tinh. Thế nào chả có ngày ông nhận ra. Lúc đấy hẵng hay. Mà em là con gái rượu của ông. Chả nhẽ ông ấy giết em à? Cái tay làm gì đấy? Thế đồ của em đâu? Đồ gì? Nước khoái. Nước khoái á? Ừ. Khoái đây. Ê, từ từ. Đây là chai cuối cùng đấy nhá. Cái này anh phải giành giật mãi. Thằng Đạt đang phát điên lên kia kìa. Sao lại cuối cùng ạ? Thằng Vương thì chết rồi, thằng Long thì bị bắt, nguồn cung mất. Làm gì con trai nào? Thế thì em chết à? Chết à? Nguy hiểm quá nhở? Thôi vứt. Ơ kìa, của em cơ mà. Được rồi, đây là quà của em. Thế quà anh đâu? Đợi em một tí nhá. Alo anh à, anh đến đón em đi. Em đang ở villa ngoại ô của bố. Địa chỉ ở đây là... Con uống nước đi. Bác sĩ dặn con uống nhiều nước, nhưng cũng không cần phải quá như thế đâu. Mẹ, chả nhẽ mẹ cũng đồng tình với bố giam con ở đây à? Con sẽ phát điên đấy. Mẹ cũng ở đây với con mà. Bố mẹ làm tất cả những việc này cũng chỉ vì con cả thôi. Con xin mẹ đấy, con ổn rồi. Chẳng qua hôm trước con bị ngộ độc thôi. Nghe mẹ, ở yên đây dưỡng bệnh. Khi nào bình phục hẳn, con muốn gì cũng được. Con muốn gặp anh Cường. Con cần anh ấy. Nó là thằng ăn chơi trác táng. Chính nó đưa con vào con đường sa đọa. Con phải tránh xa nó ra. Con còn trẻ, rồi con cũng sẽ gặp được một người đàn ông yêu thương và chăm sóc con một cách thực sự. Mẹ thì hay lý thuyết lắm. Mẹ cũng đã từng yêu rồi mà. Cho con mượn điện thoại. Không được. Bố con đã dặn rồi, mẹ không thể làm trái được. Con đừng đưa mẹ vào thế khó xử. Mẹ! Mẹ, con chỉ gọi một cuộc thôi mà. Con cần nói cho anh biết là con không làm sao, để anh ý yên tâm. Xong mẹ bảo gì con cũng nghe. Đi mẹ. Đây, nhưng nói ngắn gọn thôi. Bố con mà biết ý, thì đến mẹ cũng không được ở đây để chăm sóc con đâu. Con cảm ơn ạ. Ở đây mà gọi. Alo anh à, anh đến đón em đi. Em đang ở villa ngoại ô của bố. Địa chỉ ở đây là... Con... Cứu em! Bố giam em ở đây em chết mất! Thôi đủ rồi! Em làm sao? Em làm sao? Em ở đâu? Gửi vị trí cho anh. Tôi là mẹ của Vân đây. Tôi yêu cầu cậu từ nay trở đi đừng làm phiền con gái tôi nữa. Thế nhá, chào cậu. Mẹ quá đáng lắm. Mẹ phải cho con đi gặp anh Cường. Được rồi, mẹ sẽ cho con đi gặp Cường. Nhưng bây giờ con cho mẹ vào nhé. Mẹ xin con đấy, con đưa mẹ nào. Nhưng mẹ phải cho con gặp anh Cường. Được rồi, mẹ sẽ cho con đi nhá. Bố! Gì đâu? À! Đi đâu? Mày làm cái gì? Làm đi! Làm đi! Bố chưa bao giờ thấy cái cảnh này ở ngoài đời cả. Bố chỉ nhìn trên phim ảnh thôi. Làm đi! Cứa đi! Con cứ thật đấy! Mày làm thật rồi còn gì nữa! Mày nói dối bố! Mày đi học nước ngoài! Nhưng thực ra mày ở nhà với cái thằng đầu đường xó chợ ấy! Bố đã cho mày tất cả, nhưng mà mày lừa dối bố. Mày ăn đi. Đưa nó lên gác. Thằng này đi gọi bác sĩ ngay. Dạ. Còn cô phải ở lại đây cho đến khi nào con Vân nó cai được nghiện mới thôi. Và nhớ, không bao giờ nhượng bộ nó. Vâng ạ. Đi lên, xem nó thế nào. Con tỉnh rồi à? À. Con còn đau không? Mẹ đã hầm hít gà. Để mẹ xuống lấy lên cho con ăn lại sức nhá. Mẹ, con không ăn. Mẹ ngồi đây với con một chút được không ạ? Ông ấy... À, bố con về rồi. Con chưa bao giờ thấy bố như thế cả. Con cũng phải hiểu cho bố con. Ông ấy làm tất cả chỉ để bảo vệ con thôi. Mẹ, mẹ còn đau không ạ? Bố vẫn hay đánh mẹ như thế ạ? Bố con nóng tính, mà cũng tại mẹ. Đáng nhẽ ra mẹ không nên để con lại một mình ở đây. Con biết bố vẫn hay đánh mẹ như thế, nhưng tại sao mẹ cứ phải chịu đựng như thế hả? Vì con ạ. Mẹ, vì con ạ. Vâng, con thương mẹ thì con ở yên đây nhá. Con thương mẹ, nhưng mà mẹ có biết con cần cái gì không ạ? Con cần nó. Con cần nó. Con cần cái đó. Con cần cái đó. Con cần cái đó. Thả tôi ra. Thả ra. Con cần nó. Con ơi. Vân. Con xin mẹ, nhà mình có thiếu gì tiền đâu. Nhà mình thừa sức cho con dùng cái đấy cả đời mà. Mẹ mua cho con nhá. Con dính vào ma túy là con hỏng hết cả cuộc đời. Cô đây phải bỏ nó. Nhưng mà không còn nó con không chịu được. Con phát điên lắm. Con ơi, mẹ xin. Mẹ ơi, mẹ mua cho con nhá. Mẹ mua cho con nhá. Mẹ mua cho con nhá. Mẹ hứa đi. Con ơi, tôi chết rồi mẹ ơi. Con làm sao đấy? Bỏng rồi, mẹ lấy cho con tít cây đánh răng. mẹ mà cứ như thế này con chết mất. Con đập đầu vào tường con chết cho mẹ xem. Mẹ nhìn thế này. Mẹ xin con. Mẹ bỏ con ra. Mẹ bỏ con ra. Mẹ xin. Cần rồi. Mẹ xin con. Con cũng phải để cho mẹ sống với chứ. Mẹ nhìn xem, con như này có khác gì là cầm tù không? Ở tù còn sướng hơn là ở cái nhà này ấy. Con cần phải cai nghiện Vân ạ. Con không nghiện. Con đã bảo là con không nghiện. Mẹ mà cứ như thế này con chết mất. Không chết vì điên, chết vì nghiện. Vân ơi. Vân, con làm gì đấy? Vân. Mẹ đi ra ngoài đi. Con muốn được nghỉ ngơi. Vậy con nghỉ đi. Mẹ ở đây với con. Khổ quá. Con đã bảo là con cần được nghỉ ngơi. Mẹ đi ra ngoài đi, con muốn được ở một mình. Mẹ đi ra ngoài. Mẹ đã nhốt con như này, mẹ còn sợ con trốn à? Con nghỉ đi. Vân! Vân ơi! Vân! Vân ơi! Con Vân nó trốn mất rồi! Vân ơi! Vân! Em yên tâm. Chúng nó không tìm được mình đâu. Thoát rồi. Anh định làm gì? Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại đi! Bố ơi, con xin bố tha cho anh rồi! Cường, chạy đi! Bố ơi, con xin bố! Bố ơi, con xin bố tha cho